Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay lại đây, vào ngày đầu tuần, ngày 23 tháng 5 năm 2022 Để chúng ta xem thử là thị trường hiện tại nó như thế nào và cũng như là có những nhận định tiếp theo ra sao Để chúng ta có những cái kế hoạch đầu tư tiếp theo nha anh chị nhé. Thì đầu tiên thì anh chị thấy được là trong thời điểm hiện tại Bitcoin đang giao dịch quanh ở cái vùng giá là 30.300 đô Thì ngày hôm trước chúng ta có cái mức giá là khoảng 29.000 À, vài trăm đô thì bây giờ nó đã tăng lên khoảng hơn 1.000 đô rồi thì nó cũng khá là ổn anh chị ha thì anh chị thấy được 24 giờ vừa qua là 3% và những cái đồng anh con khác thì cũng đang có những cái mức tăng khá là ổn định và cũng như là đi theo bitcoin đi theo tín hiệu tăng trưởng của bitcoin thì ethereum đang ở cái mức là 2.000 đô tương đương là 4,15% trong 24 giờ vừa qua bnb cũng như vậy 3,39% và những cái đồng khác như Cardano cũng có cái sự tăng trưởng lên là 2.75%. Solana thì có mức tăng cao hơn đó là 5.85%. ờ uh, dotcom một cái đồng rất là nổi tiếng ở giai đoạn 2021. 3%, ờ uh, bsc. là 2%. Và nhìn chung qua thì những cái đồng uh, con top á, thì nó đang có cái mức là từ 3 cho đến là 6% nha anh chị nha, đi theo cùng với cái tính gọi của Bitcoin. À, và trong những ngày vừa qua thì anh chị biết là cũng có khá là nhiều những cái đồng low cap đã được tăng trưởng khá là mạnh ha anh chị ha Mười mấy phần trăm, hai mấy phần trăm nào là bảy mươi mấy phần trăm, một trăm, hai trăm phần trăm Thì đó là những cái gì mà team đã dự đoán cho anh chị về những cái con low cap Và nếu như anh chị đã ăn được low cap thì xin chúc mừng tất cả anh chị ha Và trong thời điểm này thì uh, Bitcoin như thế nào? thì đây là biểu đồ của Bitcoin thì anh chị thấy được là ngày hôm trước thì em có nói chúng ta có một cái mô hình khá là đẹp là hai đáy thì khả năng nó sẽ tăng đúng không ạ và cũng như là cái vùng range giá mà chúng ta chơi trước đó thì nó đã được hỗ trợ và nếu mà anh chị nhìn kỹ một tí á, thì chị sẽ thấy được cái khu vực này đây nè, Nó đi rất là chậm ha Bình thường thì anh chị thấy được là khi mà nó xuống nó bực lên là bực rất nhanh Nhưng mà khu vực này nó nén lại anh chị Khu vực này nó nén lại nè Nó nén lại để nó câu Để nó câu kéo người tham gia vào Để mà vào lệnh Lo và anh chị thấy là khi mà nó nén lại như vậy thì cái lệnh long này được bơm lên khá là mạnh, bơm này khá là mạnh ha Và nó vẫn đang duy trì đến hiện tại Thì trong cái thời gian vừa qua thì anh chị thấy được là uh, nó đã kéo lên lại cái vùng màu xanh dương Là cái vùng hôm bữa em kể là cái vùng mà có cái sự thanh lý khá là lớn á Thì nó đã thả cái râu lên trên khu vực này Nhưng mà anh chị thấy được là cái con sóng đợt này đi nó rất là phức tạp Ở cái chỗ là sóng một đi rất là nhanh nè à sóng hai bắt đầu chậm lại và sóng ba bắt đầu chậm dần dần lại có nghĩa là cái volume để mà đẩy giá ở khu vực này bắt đầu nó đang hạn chế lại rồi anh chị nó đang bị cạn kiệt dần rồi và nếu chúng ta nhìn vào dữ liệu conless thì chúng ta xem hôm bữa thì chúng ta thấy được là có những cái lần bị liquidation đây những cái lần bị liquidation ở đây nha anh chị nha là chúng ta đã xem qua rồi thì nó cũng rất là chính xác và trong thời điểm này nó tiếp tục quét thanh lý nữa ở trong cái thời gian ngày hôm qua buổi tối thì em vừa ngồi xem đá banh Uh, SK Việt Nam đó anh chị thì uh, em vừa coi cái liquidation này thì em thấy được là cái câu chuyện ở đây là nó quét thanh lý và em tưởng chừng tưởng chừng là nó phải nguôi rồi bởi vì nó quét một lượng thanh lý khá ổn và sau đó sáng hôm nay 4 5 giờ sáng ngày hôm nay thì nó cũng đã quét thêm một lần nữa ở đây ở khu vực này thì em thấy được là cái lượng bị thanh lý nó ít hơn cái lượng bị thanh lý nó ít hơn và nó cũng đã đến cái vùng cản trước đó đây nó đến cái vùng cản trước đó rồi thì em nghĩ là chắc là nó sẽ phải chỉnh thôi nhưng mà nó không chỉnh mà nó tiếp tục bơm tiếp tục bơm nha anh chị tiếp tục bơm một cây nữa đó và đến thời điểm này nó vẫn đang giữ một cái cấu trúc tăng đó giữ một cấu trúc tăng ha anh chị ha anh chị thấy nè đỉnh sau anh chị thấy nè đỉnh sau đang cao hơn đỉnh trước đỉnh sau nữa lại cũng cao hơn đỉnh trước nữa và về các đáy thì cũng đang cao hơn những cái đáy sau nha anh chị cao hơn những cái đáy cũ và anh chị thấy được là rất là ổn à, đối với mô hình này thì bitcoin hoàn toàn có khả năng để tăng trực tiếp nhưng mà đến thời điểm này khi mà cái dòng tiền nó bơm chậm lại thì anh chị thấy nè bắt đầu họ chốt dừng ra nè đó những cái lệnh lao trước đó họ chốt dần ra bởi vì họ đã ăn được một cái khoản khá là tốt rồi và cũng như là ở khu vực này cái lượng thanh lý cũng đã xảy ra cái lượng thanh lý những cái lệnh sót đã xảy ra rồi nha anh chị nha thì liệu rằng nó có tăng tiếp hay không thì cái câu chuyện này chúng ta hãy để cho thị trường nó giải quyết bởi vì chúng ta không phải là maker, maker và cái định hướng của họ muốn quét tiếp hay không chúng ta không biết nhưng mà cái khu vực nếu như ở trong những cái thời gian tới mà tiếp tục quét á, thì đây đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ quan sát ha 31.300 đô Khu vực này ngày hôm trước em cũng đã nói với anh chị là nó chưa có bị quét thanh lý Và nếu như mà cái mức giá này mà chúng ta muốn biết là nó tiếp tục giữ cái sự tăng trưởng này Ở trong những cái thời gian tới, những giờ tới hay không á Chúng ta hãy kẻ một cái đường trên line đơn giản như thế này thôi Đây, một cái đường trên line như thế này Và nếu như mà nó tiếp tục, nó tiếp tục nha anh chị nha Giữ cái mức tăng như thế này và nó tôn trọng cái đường trên line của chúng ta thì chúng ta có thể là uh, quan sát là nó có thể vượt ra khỏi khu vực này và tiến đến cái vùng 31.300 đô và thậm chí là thả râu cao lên đến vùng quýt lâu của chúng ta Đây vùng quýt lâu của chúng ta 31.700 đô Thì đây là những cái gì mà anh chị có thể là nhìn nhận vào thời điểm này và nếu như anh chị đã lo ở thời điểm mà em làm video hôm, hôm trước á Mà em có phân tích cho anh chị là khả năng nó sẽ tăng nếu mà anh chị lo thì anh chị hãy chốt đi, đừng tiếc, đừng tiếc một vài giá lên trên này nó không đáng đâu anh chị. Nhưng mà nếu mà anh chị đã lo rồi thì anh chị có thể là chốt, bởi vì uh, thời điểm này thì cái lượng volume bắt đầu nhỏ lại thì anh chị cũng có thể là mở thêm cái chỉ báo về volume là khối lượng giao dịch ha. Để anh chị xem qua và anh chị sẽ thấy được là gì, khối lượng đang giảm dần, khối lượng đang giảm dần rồi. Đó, và nếu như uh, cái khối lượng tiếp theo mà nó tăng đột biến với một cái lượng Uh, bán ra một cái lượng bán ra cái tăng đột biến như thế này thì khả năng cao là chúng ta sẽ khó có thể mà tiếp tục cái cuộc hành trình uh, khám phá những vùng giá ở trên đây là cái điều uh, thường xuyên xảy ra và nếu như mà cái khu vực này mà nó phá vỡ thì anh chị có thể là uh, chúng ta quan sát ở khu vực đây lâu này để chúng ta có thể là canh lo đó là những cái uh, tín hiệu mà hiện tại thị trường bitcoin nó đang đưa ra chúng ta thấy và đối với anh con thời điểm này thì đang là những cái sự phục hồi và khả năng cao thì em thấy được là anh con sẽ có cái sức hồi mạnh hơn nữa và chưa ngừng ở khu vực này nha anh chị nha. Bởi vì bitcoin nếu mà nó tiếp tục giữ cái mô hình giá như thế này, nó cứ tiếp tục nó đi như thế này, thì khả năng lên xuống như thế này tiếp tục xảy ra thì khả năng cao, anh con sẽ tiếp tục phục hồi chứ không dừng ở những cái mức hiện tại đâu anh chị. À, và anh chị thấy được là cũng có rất là nhiều đồng anh con tăng trưởng trong thời gian qua và lâu kép như em đã nói, lâu kép những đồng có vốn hóa nhỏ, nó có thể là được bơm mạnh và nó cũng có thể ha nó cũng có thể là bị sẽ cho nên là anh chị phải cẩn thận bởi vì khi mà cái gì tăng thì nó cũng phải sẽ chúng ta hãy check qua cái đồng mà hôm bữa em có nói với anh chị là có cái sự tăng trưởng cực kỳ mạnh đó gần cả trăm phần trăm đó thì anh chị thấy được là gì đây chúng ta đã giảm đúng không ạ đó đó là cái cách mà market maker nó kéo vốn thị trường ra cái đồng idex nha anh chị nha thì anh chị thấy nè nó bắt đầu giảm dần cái à, market cap của nó nó tăng lên rất là mạnh từ 0.06 bơm một phát thẳng lên 0.7 và cái lượng người cái lượng người nha anh chị mua ở cái vùng này rất là nhiều đó họ thấy được lợi nhuận á họ thấy được là ừ con này chắc tăng tiếp đó con này chắc đang hot nè họ gom ở khu vực này thì bây giờ họ đã ăn sẽ khá là mạnh và có thể là chi tài khoản rất là nhiều rồi cho nên là thời điểm này như em đã nói với anh chị á làm gì làm À, ăn lướt ngắn ở trong cái vùng giá ngắn thôi Và nếu như mà chúng ta ăn được khoảng 40-50% Chúng ta có thể là chốt Và chúng ta sẽ à, tìm kiếm những cơ hội khác Chứ không phải là à, chúng ta cứ cố chấp Đi theo những cái gì mà chúng ta mong muốn Bởi vì khi mà anh chị mong muốn điều gì Thì thị trường nó sẽ ngược lại à, Thị trường nó sẽ ngược lại Bởi vì khi mà anh chị mong muốn như vậy Những cái điều tốt đẹp á Thì những cái người đầu tư xung quanh anh chị Cũng đều muốn như vậy Ví dụ anh chị muốn Bitcoin lên 100.000 đô Thì em cũng muốn Bitcoin lên 100.000 đô nhưng mà càng nhiều cái khối lượng người muốn Bitcoin lên 100.000 đô như vậy Thì khi mà có quá nhiều người muốn Bitcoin lên 100.000 đô như vậy á, Thì anh chị nghĩ là market maker nó có bơm lên 100.000 đô để cho anh chị hưởng lợi hay không? Tất nhiên là không Tiền của nó không bao giờ đưa cho anh chị Mà anh chị phải cống nạp cho nó nếu anh chị đầu tư sai cách đó Và đối với thời điểm này Đối với thời điểm này thì em sẽ có những cái dữ liệu tiếp theo để anh chị có thể là quan tâm và hiểu được rằng tại sao mà tụi em nói là Bitcoin có thể là về dưới về dưới 20.000 đô, thì ngày hôm nay em sẽ sử dụng thêm một cái chart uh, BTC trên uh, USD, nhưng mà của Bitstamp ha. Để chúng ta sử dụng chỉ báo nó có cái tín hiệu nó đường dài hơn, thì em sẽ đưa về khung tuần. Và em sẽ sử dụng một cái uh, chỉ báo là SMAS, là Symbol Moving Average. Đây, Moving Average nha anh chị nha. Và em chỉ sử dụng một cái thôi, thì cái này nó cho hơi bị nhiều thì anh em sử dụng cái năm thôi cái năm là 200 ha AM200, em 200 thì sử dụng một cái thôi bởi vì những cái kia thì chúng ta cũng không cần phải quan sát nhiều và anh chị thấy được là gì từ những cái thời gian đầu 2011 đến giờ đi chị thấy là khi mà nó tăng lên chạy em 200 đó chạy em 200 thì anh chị thấy được là gì nó sẽ có cái tín hiệu nè nhúm đỏ ở đây và sau đó thì sao sau đó nó tăng bull run chạy m 200 đó bull run chạm EMA 200. Lại tiếp tục là những đợt bull run và bull run đến thời điểm hiện tại chúng ta chưa hề thấy nó chạm vào cái đường SMA 200 của chúng ta. Đó. Và cái dữ liệu này thì ở rất là nhiều hội nhóm và cũng như là rất là nhiều cái chuyên gia cũng đang phân tích về cái đường EMA 200 này. Và à, cái lý do gì? Mà em kêu là nó có thể là chạm vào đây bởi vì nó đã tăng trưởng khá là dài rồi. Tăng trưởng khá là dài, nếu mà chị kéo cái thước đo ra chị sẽ thấy nè từ giai đoạn 2020 đến bây giờ chúng ta đã đi là bao nhiêu ngày 798 ngày chưa có một lần nào chưa có một lần nào chạm về đường SMA 200 và đường SMA 200 này nếu như mà chạm về nó rơi tầm 22.000 đô và anh chị thấy được những lần trước nó đều thả râu như thế này đó nó đều thả râu ha nè nó thả râu xuống thì nó cũng phải đi khoảng 2.000 giá đó thả râu xuống nó cũng đi khá là nhiều ha vậy nếu như mà tụi em phân tích là tại sao nó 20 ngàn thì anh chị thấy được là khi mà nó thả về đây á nó hồi ngay thì nó chưa đủ sự hấp dẫn về cái độ lo sợ còn khi mà nó đã thả về mà nó thả thêm một cái đầu xuống dưới 20 ngàn nữa thì anh chị nghĩ xem bao nhiêu người run sợ bao nhiêu người lo sợ ở khu vực giá dưới 20 ngàn đô này đó. và thời điểm này thì em vẫn rất là mong muốn nó sẽ có một cú hồi cú hồi lên như thế này hồi lên và đẹp xuống thì nó sẽ an toàn hơn và nó cũng như là nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc đẹp hơn. Còn nói về dài hạn thì hiện tại thì anh chị thấy nè, cấu trúc của chúng ta vẫn đang cấu trúc giảm đang kéo trên line ra thì khả năng nếu mà nó đi anh chị thấy nè sóng nó đi ha, lên xuống lên xuống, vậy thì tụi em đang mong muốn có một mức hồi lên ở khu vực này thì khi mà hồi lên như thế này á nó sẽ tạo ra phép cao như hôm bữa em có nói và anh chị cái video cách đây khoảng một tuần đó, em có nói là nó sẽ có sự fake cao và đi xuống sâu hơn nữa thì đó là cái điểm này nó sẽ giết chết hai giai đoạn tâm lý nha anh chị giai đoạn đầu Fake cao nhiều người tưởng up trên rồi nhiều người tưởng up trên rồi nhưng mà không nó diệt cái đã nó diệt khu vực này đã và nó đâm xuống cái nữa nó thả cái đầu xuống như này thả cái đầu xuống như này thì mọi người lại chấm hỏi chuyện gì đang xảy ra đúng không ạ? Tâm lý của những người đầu tư mà họ sử dụng tiền vay, họ FOMO, họ không có kiến thức, họ cắt lỗ và sau đó boom, chúng ta sẽ thấy được new all time high là mức đỉnh cao hơn mức đỉnh mới là một cái đỉnh mới nha anh chị nha thì đó là cái phân tích mà em thấy là khả năng là nó sẽ diễn ra đó khả năng là sẽ diễn ra và có một dữ liệu nữa có một dữ liệu nữa ngày hôm nay em thực sự là muốn chia sẻ với anh chị rất là nhiều nó cũng chứng minh cho cái đường SMA 200 này thêm một cái sự củng cố nữa thì đây là cái dữ liệu về uh, những cái nhà đầu tư nắm Bitcoin hơn một năm ha anh chị ha nắm Bitcoin hơn một năm và anh chị thấy được là gì cái đường màu vàng là cái đường mà người ta nắm hơn một năm cái khối lượng người đang nắm hơn một năm và đường màu đen là cái khóa, uh, mức giá của Bitcoin ha anh chị ha thì anh chị thấy được là màu đỏ là cái khu vực mà nó đạt tạo đỉnh này trước đó ha nó tạo đỉnh này và nó đâm xuống thì khi mà đâm xuống như vậy á, thì cái lượng người nắm bitcoin lượng người nắm bitcoin hơn một năm bắt đầu giảm dần đi và khi mà nó tạo cái đáy thì anh chị thấy nè khi tạo đáy thì những người ôm bitcoin trở lại bắt đầu tăng lên hơn một năm bắt đầu tăng lên là anh chị thấy nè bắt đầu tăng lên và khi mà nó tiếp tục giảm như vậy á, là chúng ta thấy được là đã đến đỉnh đúng không ạ và trong thời gian uh, khoảng 2018 cũng xảy ra trường hợp tương tự và nó sẽ rõ nét hơn rất là nhiều khi mà bitcoin tăng lên tới đỉnh ở cái khu vực là khoảng 20.000 đô á thì anh chị thấy được là cái lượng màu vàng là cái lượng nắm giữ hơn một năm Bitcoin đó thì anh chị thấy là nó nó cũng đang tăng lên và bắt đầu nó xoay quay có nghĩa là không có quá nhiều người muốn hold ở trên cái vùng giá cao này nữa mà họ chỉ chờ mức giá được đẩy lên mạnh và họ chốt thôi và khi mà giá đẩy lên mạnh như vậy thì anh chị thấy là gì nó đã giảm cái lượng holder hơn một năm đối với Bitcoin và sau khi mà cái đường giá nó chạy xuống như vậy nó tạo đáy á, thì cái lượng người bắt đầu quay trở lại bắt đáy nè bắt đáy bắt đầu quay trở lại và bắt đầu giá cũng được tăng trưởng lên đến thời điểm hiện tại và đến thời điểm hiện tại như thấy được là từ 60 à, từ 64.000 đô nè rồi đến cái all time high vừa rồi là khoảng 67 đến 69.000 đô gần 70.000 đô á thì cái lượng holder dài hạn holder một hơn một năm bắt đầu giảm xuống đúng không ạ bắt đầu giảm xuống và đến thời này thời điểm này thì anh chị thấy là lượng holder một năm bắt đầu lại tăng lên thì ở đây anh chị hiểu vấn đề là gì? Anh chị hiểu vấn đề ở đây là gì ạ? À? Khi mà cái lượng holder một năm tăng lên như những gì quá khứ đã xảy ra thì nó có thể tiếp tục là chạy thêm một cái đáy nữa. Đó anh chị thấy nè, bắt đầu giảm xuống bắt đầu tăng dần lên thì đáy nó ở đây nó vẫn chưa ở đây nha, nhưng mà họ đi xe dần dần á, cho nên là cái lượng cái lượng Bitcoin họ nắm hơn một năm bắt đầu tăng dần lên. Và khi mà nó tạo đáy hẳn á, thì nó tăng trưởng cực kỳ mạnh anh chị thấy nè. Thì khi mà đến thời điểm này mà cái lượng Bitcoin hầu hơn một năm bắt đầu tăng dần lên thì chúng ta phải đặt câu hỏi là liệu liệu ha Bitcoin còn có thể là tạo cái định mới hay không đó, thị trường á trước giờ tụi em luôn khẳng định thị trường luôn luôn tăng thị trường tài chính luôn luôn tăng bởi vì á, khi mà tài chính phát triển à, dòng tiền lớn hơn con người nhiều hơn và mọi thứ nó phát triển lên thì cuộc sống chúng ta mới được nâng cấp dần dần đúng không ạ và nó nâng cấp theo thời gian đó còn nếu mà nó đi lùi có nghĩa là thị trường tài chính dòng tiền mà đi lùi á, thì chúng ta phải hiểu là lúc đó thế giới này cũng đang đi ngược rồi, chúng ta không hiện đại nữa. Chúng ta không hiện đại nữa, chúng ta không phát triển nữa thì chúng ta mới đi lùi. Đó, còn thời điểm này khả năng nó vẫn sẽ tăng. Nhưng mà trước khi tăng thì nó phải làm những cái động thái như em nói là phát cao, xong đó nhiều người chết ở đây, cắt lỗ ở đây, xong nó đi xuống, cắt lỗ ở đây lần nữa và khi đó cái lượng người đặt niềm tin vào thị trường này bắt đầu ít đi thì nó bắt, bắt đầu nó mới bơm bắt đầu nó mới bơm khi mà nhiều người đặt niềm tin nó sẽ tăng ngay thời điểm này thì không bao giờ nó tăng không bao giờ nó tăng anh chị ạ à. trừ khi là không còn quá nhiều người tin tưởng nữa đó thì người ta gọi là mùa đông crypto mùa đông crypto là gì mùa đông crypto là khi đó không còn ai quan tâm nữa nó xoay quay dưới đây nè đó không ai quan tâm nữa bitcoin đi sao kệ mày nhưng mà khi thời điểm này không ai quan tâm thì nhà đầu tư cá mập market maker quỹ lớn hay là những tay to mặt lớn đứng đằng sau đó mới bơm lên mới bơm lên Thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay muốn chia sẻ cho anh chị Thì cái góc nhìn ở trong thời điểm hiện tại là gì? Thứ nhất, khả năng chúng ta giảm vẫn còn rất là cao Khả năng nhiều người đu đỉnh vẫn còn rất là cao Cho nên là anh chị thời điểm này cần phải lưu ý Chúng ta ăn nhanh, đánh lướt Không nên giữ quá lâu Đối với những cái thứ nhất là future Đối với future ha đó. Khi mà những cái tình trạng mà quét thanh lý xảy ra Thì anh chị phải đặt dấu chấm hỏi Chúng ta ăn dài được hay không không ăn dài được thì bỏ, ăn dài được thì giữ. Đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa, khi mà lượng holder như thế này nó tăng dần lên, chúng ta đang có tín hiệu rất là tốt. Ở ngoài kia mọi người thấy Bitcoin rơi giá, mọi người nghĩ là thị trường xấu nhưng mà nhìn vào dữ liệu, con số không bao giờ nói sẹo chúng ta đâu anh chị. Con số không bao giờ nói dối chúng ta cả. Con số nó chứng minh những gì đang xảy ra. Cho nên là hiện tại chúng ta hãy chờ đi và thời điểm này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để Bitcoin tăng trưởng. Thật là mạnh tạo những cái đỉnh mới thì thời điểm này chưa phải nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi ở trong những cái tháng tới chẳng hạn trong những tháng tới khi mà nó xong những cái khu vực này nó làm giá xong rồi nó tạo hiệu ứng xong rồi thì khả năng chúng ta sẽ được bờ sớm thôi thì rất là hy vọng anh chị có những cái thông tin bổ ích ở trong video này và tất cả những Nội dung mà em truyền tải đến anh chị trong video này Đều không được xem là lời khuyên đầu tư anh chị nhé Và nếu như những cái thông tin ở trong video này của em á, Mà nó giúp cho anh chị giảm thiểu đi những cái sự rủi ro khi anh chị đầu tư Thì anh chị có thể là nhấn một nút like, nút subscribe Kèm theo quả chuông để ủng hộ team anh chị nha Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau